Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã cho điều em rồi, là hình như anh đang dối. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã cho điều em rồi, là hình như anh đang dối. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh